Mến chào quý vị và các bạn đang xem video của Tiến Dũng Audio Sài Gòn. Trong video ngắn ngày hôm nay, Tiến Dũng giới thiệu đến quý vị và các bạn mẫu là Bow 601. Anh em thường gọi là 601 trơn. Cặp này vừa cập nhật tại shop ngày hôm nay, hàng về từ Mỹ. Đây là những cặp loa do bạn hàng của Tiến Dũng tuyển chọn từ Mỹ trực tiếp, chưa qua sử dụng tại Việt Nam. Rất mới. Có lẽ đây là một cặp loa 601 trơn mới nhất mà Tiến Dũng từng thấy. Mẫu loa này sử dụng hai loa bass loại 20 cm, một cái phía trên và một cái trách phía dưới. 4 loa chép giấy loại 8 cm. Bộ lọc được trang bị bóng đèn bảo vệ loa, rất an toàn cho loa. Còn thùng zin với bản nguyên mộc. Đây là giao diện phía mặt sau. Bow 601 trơn với trở kháng là 8 ohm, công suất là 200W trên một thùng. Mẫu loa này phù hợp cho việc nghe nhạc và hát karaoke gia đình, phù hợp cho các không gian tầm trên dưới 40 m², anh em chơi là vừa. Xin nhấn mạnh đây là một cặp loa rất mới, gỗ của nó còn vàng tươi, màng loa còn xanh om, rất đẹp. Với mẫu loa này quý vị và các bạn có thể phối ghép vào kiểu như âm ly Tiến Dũng đang phối ghép ở đây là đàn ông 1500R 25 mã với mức giá chỉ 13. Phối ghép rất tốt với cặp loa này. Ngoài ra chúng ta có thể phối ghép với các dòng đàn ông như 880D, 890D, các dòng đàn ông 2000. Các dòng men công suất quý vị và các bạn có thể phối ghép vào các dòng men công suất của Nhật hoặc của Mỹ, công suất tầm 250W trên một kênh là vừa. Cặp này sẽ phù hợp cho việc nghe nhạc và hát karaoke gia đình, chơi đa thể loại dòng nhạc. Tiếng của dòng Bow thì tiếng nó rất hay. Đây là ép căng của loa, ép căng còn nguyên lưới vải bố. Lưu ý với quý vị và các bạn là rất nhiều cặp loa đã không còn lưới vải bố và anh em sẽ thường bọc lại. Với những cặp lưới bọc lại thì nó sẽ rất là mất giá trị. Đây là một cặp loa tuyệt đẹp. Như Tiến Dũng vừa chia sẻ với quý vị và các bạn, đây là một cặp loa đẹp nhất mà tôi từng thấy, dòng 601 trơn. Loa có mức giá 22.900.000. Kèm theo phần quà tặng là bộ dây loa Pro M của Ý trị giá 800.000 như chương trình của tháng 10 này. Thì chúng ta sẽ miễn luôn phí vận chuyển khi quý vị và các bạn thanh toán đủ tiền trước một lượt. Các hình thức đặt cọc thì anh em sẽ tự chi trả phí vận chuyển. Phí vận chuyển của cặp loa này khoảng 400 cho đến 500.000 tùy theo địa phương, xa, gần. Quý vị và các bạn quan tâm sản phẩm hãy liên hệ với Tiến Dũng theo một trong hai số điện thoại trên màn hình. Shop Tiến Dũng Audio Sài Gòn chuyên thiết bị âm thanh, hàng bãi, hàng chính hãng tuyển chọn. Cuối cùng Tiến Dũng xin kết thúc video ở đây. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn cần xem thêm các sản phẩm hãy click vào đường link phía dưới phần mô tả của trang web tiendũng.audio.com. Xin chào, xin cảm ơn.